Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau phiên bế mạc tại văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới. Theo kết luận hội nghị Trung ương 9 đã đề ra, tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban tổ chức trung ương, tránh văn phòng trung ương đảng Lê Minh Hưng. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa 15, bầu các chức danh, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước và ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn. Để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất. Phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh. Kinh tế vĩ mô ổn định, Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng. Lãnh đạo chủ chốt, bộ chính trị, ban bí thư phải thật sự đoàn kết, thật sự gương mẫu, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của ban chấp hành trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng để trình hội nghị trung ương 10. Khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên, bộ chính trị hiện có 16 người. Trước đó Đầu nhiệm kỳ khóa 13 có 18 người được bầu vào bộ chính trị, sau đó 6 người thôi nhiệm vụ. Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa 13. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. 2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng. 3. Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. 4. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 5. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 6 đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 7. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 8. Đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 9. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 13. Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tránh Văn phòng Trung ương Đảng. 14. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 15. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 16. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh trường tồn của đất nước ta dân tộc ta khích lệ cổ vũ động viên định hướng toàn đảng toàn dân toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của đảng tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cho biết, thời gian qua thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13 của Đảng, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng xin ý kiến bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo trước hết là các vấn đề chủ đề và phương châm của đại hội tiêu đề của báo cáo chính trị báo cáo kinh tế xã hội báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng Kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của đảng để lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị đặc biệt là báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ mới của đảng trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng có tính chất mở với các phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội Toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này để kịp thời hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp Tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc quan trọng, đảm bảo thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cần được Trung ương cho ý kiến. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình ban chấp hành trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị tập trung làm rõ mục tiêu yêu cầu nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy đặc biệt là về cơ cấu số lượng cấp ủy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh thành phố Tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh thành phố về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp